Đối đầu với hàng tấn công toàn hảo thủ của Bỉ, Bồ Đào Nha lựa chọn cách đá phòng ngự lùi thấp, tương tự lối chơi trước Đức và Pháp tại vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Fernando Santos tập trung đông quân số ở sân nhà, rồi chờ đợi thời cơ phản công khi cướp được bóng từ chân của đối thủ. Với hai máy quét là Renato Sanchez và Raul Palhinha, Bồ Đào Nha chơi rất chặt chẽ. Bỉ cầm bóng 62% nhưng bế tắc hoàn toàn trước tuyến phòng ngự của đối phương. Thậm chí Quỷ Đỏ còn bị đe dọa cầu môn trước. Nhưng bóng đá vốn toàn những bất ngờ. Phút 42, Bỉ mới có lần dứt điểm trúng đích đầu tiên và họ ngay lập tức thu về bàn thắng sau pha dứt điểm không thể tin nổi của Fabian Hazard. Trong hiệp 2, hàng loạt cầu thủ tấn công của Bồ Đào Nha được tung vào sân, nhưng hai cơ hội ngon ăn nhất của đội bóng này lại được thực hiện bởi các cầu thủ đến từ hàng phòng ngự. Phút 82, Ruben Dias đánh đầu buộc Courtois phải vất vả cản phá. Chỉ một phút sau, Guerrero đánh bại thủ môn, nhưng bóng lại tìm đến cột trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Selecao đã tung đến 17 cú sút trong hiệp 2, trong khi đối thủ chỉ có 2. Nhưng hàng công thiếu sắc bén không thể giúp đại diện đến từ bán đảo Iberia có được bàn gỡ. Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 dành cho Bỉ. Thất bại của đương kim vô địch Bồ Đào Nha phần nào thông cảm được bởi đội tuyển Bỉ đã tỏ ra quá mạnh và đồng đều. Nhưng cách mà Hà Lan gục ngã trước Cộng hòa Séc có thể coi là một cú sốc. Trên sân vận động Puskas Arena, Hà Lan và Cộng hòa Séc đã cống hiến cho khán giả 45 phút đầu tiên với chất lượng chuyên môn rất cao. Nhưng bước ngoặt trận đấu đã đến chỉ từ một pha bóng và Donny Malen có lẽ còn phải ân hận rất lâu nữa. Bởi sau pha đi bóng vụng về đến khó tin trước thủ thành bên phía Cộng hòa Séc, đội bóng của Anh đã mất đi trung vệ Dalit ở pha phản công ngay sau đó sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi chơi bóng bằng tay. Lợi thế hơn người sau đó đã được Cộng hòa Séc tận dụng triệt để. Phút 68, Thomas Hou phá vỡ thêm bế tắc của trận đấu bằng pha đánh đầu cận thành. Rồi hơn 10 phút sau đó lại là Thomas Hou kiến tạo được Patrick Schick, đánh sập hoàn toàn hy vọng của Hà Lan. Bàn thắng thứ tư của Patrick Schick đã giúp Cộng hòa Séc đánh bại Hà Lan với tỷ số 2-0 và họ sẽ gặp đội tuyển Đan Mạch tại vòng tứ kết. Trong khi đó, trận cầu được chờ đợi nhất tại vòng 16 đội của Euro 2020 giữa Anh và Đức dù phải đến tối mai mới diễn ra, nhưng những thông tin về nó đã tràn ngập trên các mặt báo. Tin vui đã đến với đội tuyển Anh khi họ chào đón sự trở lại của Mason Mount và Ben Chilwell trước thêm cuộc đối đầu quan trọng. Theo truyền thông quốc tế, mặc dù cả hai cầu thủ này đều phải tập riêng sau khi tiếp xúc gần với cầu thủ dương tính với Covid-19 là Billy Gilmore, nhưng họ đều đã sẵn sàng cho trận đấu vào ngày thứ ba tới. Được biết, quãng ngày cách ly của hai cầu thủ này đã kết thúc vào ngày hôm nay. Còn với đội tuyển Đức, thầy trò huấn luyện viên Joachim Löw sẽ không thể có buổi tập làm quen sân trước cuộc chạm trán với đội tuyển Anh. Lý do được đưa ra là bởi nước Anh sắp phải hứng chịu cơn mưa trong suốt 48 giờ tới. Theo truyền thông của Đức, đây được coi là một lợi thế cực lớn cho đội tuyển Anh khi họ được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, UEFA đã phát biểu rằng đây là quyết định khó khăn nhưng không thể tránh khỏi. Theo đó, đội tuyển Đức đã đưa ra phương án tập luyện tại Đại Bản Doanh trước khi lên đường sang London.